Welcome tất cả các bạn trở lại với kênh Shooter của mình. Hôm nay mình tiếp tục trò chơi Robbery Bob 2 nha các bạn, Double and Triple. Và mình đi xuống vòng Seagull Bay. Chúng ta vào shop để xem một số cái dụng cụ nha các bạn nha. Đó là bánh ngồi hành tinh, chúng ta mua hết nha các bạn. Con chuột ngồi hành tinh, tấm khi ngồi hành tinh, và RCK ngồi hành tinh nha các bạn. Trang phục của Bob hôm nay tiếp tục vẫn là Alien Custom nha các bạn. Chúng ta vào vòng số 11. Ok, nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha các bạn, bằng cách subscribe, like hoặc share comment nha các bạn nha. Ok. Nào, vòng này cho chúng ta là 1 phút 55 giây nha các bạn. Chúng ta sử dụng bánh ngồi hành tinh để chúng ta phòng thân nha các bạn nha. Vâng, chúng ta phải đi qua phía này để chúng ta lấy một ít đồ nha các bạn. Đấy, chúng ta qua bên đây chúng ta lấy đồ nha các bạn nha. Đấy, chạy nhanh lên nha các bạn. Rồi đứng ở đây, chúng ta đợi cái này nó băng qua cái đã. Đợi chiếc xe đó là chúng ta chạy qua, chứ không là cái tên này nó sẽ phát hiện cho chúng ta nha các bạn. Ok, chúng ta từ từ thôi. Rồi qua các bạn nha. Rồi chúng ta chạy qua đây, chúng ta thay cái áo này nha các bạn. Đi thẳng lên phía trên nha các bạn nha. Qua hai camera. Ok. Rồi chúng ta vào đây chúng ta lấy đồ nha các bạn. Ok. Rồi chạy ra đây, mở cái cửa này ra. Ở đây có cái tên này đây nha các bạn. Chúng ta phải sử dụng là tấm đó. Hắn sẽ thấy cửa mở ra, hắn quay ra. Chúng ta đặt ngay các bạn. Rồi nhốt hắn lại liền nha các bạn nha. Ok. Rất là nhanh đó các bạn nha. Phải kéo tay và nhanh tay nha các bạn. Rồi chúng ta đã lấy xong đồ rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta chạy xuống phía dưới này, chúng ta lấy hai phần đồ còn lại nha các bạn. Các bạn thấy người tinh chạy cái bộ ghê không? Đây, chúng ta lấy xong đồ nha các bạn. Thời gian chúng ta còn lại là khá nhiều nha các bạn nha. Mình đi nhanh tay lên không sao thấy. Ok các bạn. Rồi chúng ta thoát ra nha các bạn nha. Ok. Rồi đây mình sử dụng trang phục của hành tinh. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục vòng số 12 nha các bạn. Seagull Bay là dòng này là nói về người ngồi hành tinh Alien Custom. Alien đi xâm chiếm. Vì vậy là chúng ta nên sử dụng trang phục này để cho nó phù hợp hơn nha các bạn ha. Khi chúng ta nhìn tổng thể nha các bạn. Vòng này cho phép chúng ta là 1 phút 15 giây, chúng ta phải nhanh tay nha các bạn nha. Không là không có kịp đâu nha các bạn. Vâng. Đầu tiên chúng ta phải đi xuống dưới đây nha các bạn. Lấy cái này nha các bạn nha. Vòng này chúng ta sẽ sử dụng RCK nha các bạn. Mình sử dụng xe ngồi hành tinh để cho nó thú vị hơn nha các bạn nha. Đây. Đó, các bạn thấy xe ngồi hành tinh không? Ok các bạn. Đã xong. Tiếp tục chúng ta qua bên đây nha các bạn. Tiếp tục lấy xe ngồi tinh ra để thu thập nha các bạn nha. Ok các bạn. Đấy. Ok đã xong nha các bạn. Thoát ra các bạn ơi. Ok qua bên đây, mình tiếp tục sử dụng xe ngồi tinh nha các bạn nha. Để các bạn thấy RCK ngồi tinh không? Sử dụng trang phục này rất là hay nha các bạn nha. Ok các bạn. Bây giờ qua bên đây chúng ta sẽ sử dụng hai cái này, hai tấm trắng ngồi tinh ở đây. Để một cái để cho chắc ăn nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta chuẩn bị sử dụng cái này để dụ cái bà già này ra nha các bạn nha. Thôi mình nghĩ không có thời gian kịp để dụ bà già đâu, mình vô mình xử luôn. Đấy các bạn nha. Ok. Và tên này cũng vậy nữa. Ok, đặt 7 kêu ấn luôn các bạn. Rồi chúng ta hình sắp xong các bạn nha. Vâng các bạn. Ok. Thời gian rất ngắn nha các bạn, nên chúng ta cần phải tận dụng nhanh để hoàn thành cái vòng này ở mức độ perfect. Để mình đi để cho các bạn thấy là nó khó hơn các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua vòng số 13 nha các bạn. Vòng 13 mình sẽ tiếp tục sử dụng trang phục Alien Custom nha các bạn. Trang phục này nhìn rất là thú vị. Đấy. Ok. Rồi vòng này chúng ta sẽ tận dụng xe ngồi hành tinh để mà chúng ta xử lý nha các bạn nha. Vâng, chúng ta đi nhanh để sử dụng thật kịp. Núp vào đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ ở đây này, đứng ở đây chúng ta có thể sử dụng là
chiếc xe ngồi tinh nha các bạn. Đấy các bạn thấy nó chạy nè. Mình đây, chạy lên nha các bạn ha. Vô đây nha các bạn. À, nó lấy hết được. Ok các bạn. Còn đây mình sử dụng cái trang phục này, à, sử dụng cái xe ngồi tinh này là nó giá trị hơn các bạn nè. Đây các bạn thấy không? Chúng ta có thể vòng qua đây nha các bạn. Nó thể vòng qua đây nè. À, không vào được. Ok. Bây giờ chúng ta xử lý cái tên chùm này nha các bạn. À, chúng ta có thể đặt cái bẫy đây nè. Đấy, hắn nghe hắn chạy qua. Và camera là tắt hết nha các bạn. Ok. Đấy, chúng ta vào đây. Nghe nha các bạn. Chạy nhanh qua bên đây. À, chúng ta lấy hết đồ các bạn ha. Chúng ta đi ngược về vòng cuối nha. Qua phía sau lại chúng ta sẽ ra khỏi các bạn nha. Hoặc mình đã lấy hết rồi nha các bạn. Đó, chúng ta đi từ từ ra thôi, không có sao. Mình thấy xe ngồi hành tinh rất là lợi hại đúng không các bạn? RCK. Ok các bạn, mình đã hoàn thành cái vòng số 9. Nào, chúng ta tiếp tục vòng số 14 nha các bạn. Vòng số 14. Chúng ta tiếp tục sử dụng là trang phục ngồi hành tinh nha các bạn. Rồi. Và đĩa bay. À, vòng này cho chúng ta là 1 phút 55 giây nha các bạn nha. Chúng ta chuẩn bị bánh ngồi hành tinh đi. Có mấy con chó nó khá dữ à. Sợ chúng ta không chạy lại nó đâu. Đấy. Cho nó ăn bánh đi các bạn. Ok. Rồi. Chúng ta vào đây nha các bạn. Nhấp lại thôi. Đây, chúng ta phải cho nó ăn bánh nha các bạn. Ừ. Trên này có một cái con chó nữa nè. Đây, ta cắn hàng cái con chó trên này nó cắn chúng ta đấy. Cho nó ăn bánh thôi các bạn, không sao. Đây. Rồi. Snaggeroo. Bạn. Chó. Con chó này bị nhốt lại rồi. Ok các bạn. Dụ nó ra luôn. Dụ hai con ra cho vui cho các bạn nha. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta vô đây. Chúng ta sẽ lấy cái bánh này. Để cho nó quay lại nha các bạn. Không khéo là nó nhốt chúng ta nha các bạn nha. Ok. Đấy. Nó ra, nó đánh mùi nó ra nha các bạn. Chạy nhanh nữa các bạn nha. Ok. Rồi. Mình đã hoàn thành vòng số 14 nha các bạn nha. Chúng ta qua vòng số 15 nha các bạn. Vòng số 15 Sequin Bay. Sử dụng trang phục Alien Custom. Là người áo ngồi hành tinh nha các bạn. À, nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ đăng ký kênh mình nhé, ủng hộ kênh mình bằng cái like, share, comment và subscribe nha các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta vẫn sử dụng là bánh ngồi hành tinh nha các bạn. Đây. Đây. Chúng ta đi từ từ đi phía sau bà này nha các bạn. Đang. Sau đó chúng ta sẽ mở cánh cửa này từ từ. Chúng ta sẽ lấy đồng xu này cái đã. Sau đó chúng ta sẽ đổi thành bà già này và bắn cái nút này nha các bạn nha. Đóng cái cửa này lại. Ăn cái nút này. À. Sau đó chúng ta sẽ đi qua bên này. Đi qua bên này nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ đặt vài cái bẫy đây nha các bạn. Chúng ta sẽ dụ. Dụ tất cả nó ra luôn nha các bạn nha. Đây còn một cái bẫy nữa. Đây bắt đầu mình sẽ dụ chuột ngồi hành tinh nha các bạn. Chúng ta sẽ dựng 4 con chuột ngồi hành tinh. Đấy, chúng ta nấp ở đây. Tiêu diệt một lần luôn nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Sử dụng lợi hại lắm các bạn. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy và còn một cái tên. Còn cái máy hút ở đây nè các bạn. Chúng ta phải nhanh tay đây nha. Không là không kịp đó. Nó nhốt chúng ta.
Rồi, đợi ăn tới cái đã. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, 27-25 giây chắc không sao. Đấy, con này nó không có biết nghe tiếng động, nó thấy đánh mùi đâu các bạn ơi. Rồi. Ok các bạn, mình kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.